Truyền thuyết dân gian gây ám ảnh ở Việt Nam, phần 13, Ma Cà Rồng. Nếu bạn nghĩ ma cà rồng nào cũng giống như bá tước Dracula, một bad boy chính hiệu, thì bạn đã sai rồi. Ma cà rồng Việt Nam là một phạm trù hãm không thể tả mà câu chuyện hôm nay sẽ khiến bạn phải giật mình. Trong Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn có ghi chép, ma cà rồng Việt Nam sống ở trấn Hưng Hóa, chán đỏ, mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đào, thích ở công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Và ban ngày thì nó đi lại sinh hoạt như một người bình thường, nhưng đêm đến, nó xỏ hai ngón chân cái vào lỗ mũi, tay xách hai tay, bay lơ lửng trên không trung, đúng là một sở thích hãm không chịu được. Kiểu sống bình thường làm gì, hãy trầm cảm lên. Chưa hết, nó còn vào nhà đàn bà đẻ, nhưng không phải kiểm tra thai kỳ mà là để hút siro. Vui thì nó hút xương xương, còn không vui nó hút lòi bạn học, hút tới dằn chuối xanh mới chịu. Dù nó có phép tàng hình nhưng vẫn dễ nhận ra, bởi khi lươn vào nhà nào là để lại dấu vết ánh lửa lập lòe như những chú Pikachu trong truyền thuyết đô thị.